Cuộc đời mới của Liễu Bội Như, một nghiên cứu sinh tiến sĩ ở Mỹ. Liễu Bội Như là người ở Đào Viên, Đài Loan. Ngay sau Tết năm 2004, ngón tay cổ tay cô bị đau, da tay bong tróc. Khi ấy cô mới 25 tuổi, đang học lớp tiến sĩ của Đại học Purdue ở Mỹ. Sau đó chỉ trong 2 tháng, cơn đau lan đến khuỷu tay, vai, lưng trên, đầu gối, khiến cô giật mình tỉnh giấc vào 2-3 giờ khuya. Bác sĩ của trường bó tay, đưa cô đến một bệnh viện lớn ở địa phương. Bác sĩ làm xét nghiệm máu cho cô và nói nếu triệu chứng tiếp tục kéo dài hơn 3 tháng thì đó là viêm khớp dạng thấp. Bệnh vẫn chưa được chẩn đoán chính xác. Tình trạng Liễu Bội Như ngày càng trầm trọng. Khi ấy cô chán nản và xuống tinh thần. Hai chân dần dần không thể đi được, khiến Liễu Bội Như càng thêm sợ hãi. Cô lên mạng xem về viêm khớp dạng thấp, không biết bao nhiêu lần. Cô biết rằng đầu tiên nó tấn công các khớp, làm cho các khớp bị biến dạng nghiêm trọng, và cuối cùng sẽ chết trong đau đớn. Liễu Bội Như nghĩ đến cái chết. Cô biết rằng nếu cô quay về Đài Loan, việc tự tử sẽ khó khăn hơn. Vì vậy cô quyết định bay đến Grand Canyon, nhảy xuống một cái là hết. Trong khi viết thư tuyệt mệnh, cô lên mạng đặt vé máy bay đi Grand Canyon. Viết thư xong, Liễu Bội Như lại lên mạng để xem lướt qua một lần cuối về viêm khớp dạng thấp. Cô đau khổ tột bậc. Bỗng nhiên một dòng chữ đập vào mắt cô: hồi phục kỳ diệu từ viêm khớp dạng thấp. Cô bấm vào xem, là nhờ luyện pháp luân công mà khỏi bệnh. Tìm hiểu thêm, cô thấy rằng nhiều căn bệnh nan y đã hoàn toàn hồi phục nhờ luyện pháp luân công. Trong đầu cô nảy sinh một tia hy vọng, pháp luân công thần kỳ đến vậy, mình phải mau tìm người dạy mới được. Trên một trang web Hồng Kông, cô tìm thấy video 5 bài công pháp pháp luân công. Cô nhanh chóng tải xuống xem. Cô cũng tải và in ra cuốn Chuyển Pháp Luân trên Minh Huệ Net. Liễu Bội Như đọc hết một lần Chuyển Pháp Luân, cô nhận thấy quyển sách này không chỉ khuyến thiện, khuyên người ta sống tốt, mà còn giải đáp rất nhiều nghi vấn trong lòng cô, điều cô chưa từng tìm được ở các tôn giáo khác. Điều làm cô ngạc nhiên nhất là đêm hôm sau khi cô bắt đầu luyện, toàn thân phát nóng đến nỗi không đắp chăn được. Ngày hôm sau, chứng hôi miệng trầm trọng cô bị trong thời gian sinh bệnh bỗng biến mất. Cô không chỉ ngủ ngon mà còn thèm ăn và cũng không còn ý định tự tử. Cô quyết định quay về Đài Loan. Cô biết bản thân đã có hy vọng trở lại. Ở Đài Loan, học viên Pháp Luân Công sẽ giúp cô. Tối ngày 13 tháng 4 năm 2004, Liễu Bội Như trở về Đài Loan bằng xe lăn. Lúc này cô không còn đi được nữa và phải nhờ người khác cõng. Khi lên và xuống máy bay, sáng ngày 14 tháng 4, bố mẹ đưa cô đi khám ở bệnh viện Trường Canh. Sau khi kiểm tra siêu âm và dựa trên báo cáo xét nghiệm máu trước đó, hai giáo sư xác định cô bị lõm khớp xương. Bệnh này được gọi là bệnh công chúa, sẽ đau đớn cả đời, không thể xách vật nặng hay lao động chân tay, mà còn phải uống thuốc giảm đau suốt đời, phải đeo bảo vệ cổ tay, khuỷu tay, đầu gối và eo suốt đời. Bên cạnh đó cần duy trì tập vật lý trị liệu lâu dài. Từ phòng khám đi ra, Liễu Bội Như nói với bố mẹ, con muốn luyện pháp luân công. Bố mẹ giúp cô mua một cuốn Chuyển Pháp Luân. Cô bắt đầu tu luyện pháp luân công nghiêm túc. Vào sáng sớm ngày 17, cô đã tự mình đi từng bước nhỏ đến điểm luyện công ở gần nhà. Đến ngày 28 tháng 4, chỉ trong thời gian nửa tháng, Liễu Bội Như đã sải bước như người bình thường. Rất nhanh sau đó, cô hoàn toàn chia tay với cuộc sống cùng lọ thuốc Trung Y và Tây Y. Cô trở thành một giáo viên tiếng Anh tại trường Trung học Thụ Lâm Đài Loan, rồi kết hôn, xây dựng sự nghiệp và trở thành một người vợ, một người mẹ. Rất nhiều người thân, bạn bè chứng kiến kỳ tích này đã bắt đầu bước vào tu luyện Pháp Luân Công. Nghe lời hay, phúc âm từng chữ mê mờ tán, minh chân tướng, thiện tâm nhất niệm phúc theo người. Hoan nghênh đăng lại, chia sẻ, chúc mọi người bình an, cát tường.